Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái dự án mới ha. Vậy bây giờ trong cái tóm kết nè, trong trong cái elip thầy đã tạo dự án là slide 1 trang 14 rồi. Bây giờ thầy sẽ tạo lại một cái mới. Một cái mới theo như thông tin trong này luôn. Dự án của chúng ta là F-Poly. Và các bạn chọn new. Trong new này của chúng ta có rất nhiều cái. Chúng ta có thể chọn cái Dynamic Web Project nếu như đã từng tạo. Còn nếu mà các bạn chưa tạo thì nó không có đây. Nó nằm bên trong á. Ha. Thì các bạn sẽ chọn một là Order. Hai là các bạn chọn New Project. Đường nào cũng về La Mã cả. Ví dụ các bạn chọn New Project thì trong này các bạn sẽ tìm đến cho thầy web. Có chữ web thì đây. Dynamic Web. Hoặc là các bạn chọn vô File New. Các bạn chọn xuống Order. Các bạn gõ vô đây chữ web. Nó cũng về đây. Đâu cũng được cả. Chọn Next. Dự án của chúng ta đặt tên Epoly. À, đã trùng. Đã trùng Epoly. Mình ghi Epoly hôm nay là 23 10 30, năm 23 tháng 10 ngày 30, hết trùng. Được chưa? Rồi chỗ này chúng ta đang xài server tâm kết gì? Nhớ hồi nãy mình thêm cái server nó để runtime không? Nếu như trên máy của bạn mà có nhiều server thì các bạn sẽ chọn select ở đây. Còn máy của thầy có một server. Một server. Rồi. Version máy. Kệ nó. Default config tam kết 9.0. Xuống đây, chọn Next. Trong này nếu như sau này bạn có phân biệt frontend, backend hoặc là model gì đó tùy các bạn thì các bạn thêm folder để nó dễ quản lý sụp của các bạn. Còn bây giờ thì mình để mặc định, thư mục mặc định của nó là ở đây. Java main src là thư mục chứa các file Java. Nếu cần thì chọn add folder, còn không thì thôi, chúng ta không cần native. Cái root mà chứa web, root chứa web tức là thư mục chứa những cái file HTML của chúng ta là cái thư mục nào thì nó là thư mục này poly ở trong web app sụp main web app. Được chưa? Finish. Và thư viện của chúng ta được tạo ra ở đây. Poly 23 10 30. Thư mục mà chúng ta mới bàn hồi nãy. src main java. Và trong này chưa có gì hết các bạn. Trong thư mục này chưa có gì hết á. Và trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái class mới. Và cái class này các bạn chọn new. Trong này nó cũng tương tự, nó sẽ có hai cách để tạo. Chú ý đã. Hello. Hello. Chú ý nè. Như vậy khi mà các bạn new một cái file ở đây, nó có hai cách để làm. Chú ý chỗ này. Một là các bạn new servlet. Tức là nó cài sẵn, nó cấu hình sẵn tất cả mọi phương thức bên trong để chúng ta chạy. Còn nếu mà các bạn chọn new class thì nó là class trắng. Chỉ có tên class thôi, không có phương thức. Ha. Như vậy trong cái hướng dẫn của chúng ta đang xài ở đây đến đây rồi. Lúc này bạn new class. Class mà không có gì hết. Class trắng. Cái này ở đây chúng ta chỉ để com poly servlet và hello servlet thôi. Ở trong này người ta mới cho mình viết cái sọt vào đây.
Đó, cho mình biết thêm cái sụt vô. Các bạn sẽ chọn cái phương thức là do get để bằng thêm vào. Và ở chỗ này thì khi mà các bạn viết cái bình thường á, các bạn mới dùng được extension HTTP Serverless. Còn nếu mà bạn new một cái file Serverless có sẵn là nó viết hết tất cả mọi thứ rồi, bạn không làm gì hết thì nó không hay. Cho nên là trong slide người ta muốn các bạn tự làm. Còn sau này mà các bạn làm xong rồi các bạn, ủa sao thầy hồi đầu sao thầy chỉ em phức tạp thế, em vô em new Serverless nó có hết rồi mà mắc công là thầy phải bảo em là gõ từ đầu. Chú ý chỗ này giúp thầy nha. À, slide là ý đồ là muốn các bạn làm để nhớ chứ không phải làm để chạy. Làm để chạy thì nó đơn giản rồi, mà làm để nhớ. Và chỗ này thì chúng ta để cái package thay đổi một tí. Thay đổi chỗ này chúng ta sẽ có chỗ phía trước là chữ com chấm, phía sau có chữ là serverless. Để cho nhớ thôi chứ không có gì hết trơn. Chứ đến giờ này nó chưa có phân biệt, chưa có phải là cố tình đưa các class là cùng mục đích vào chung một package chưa. Chỉ có một hai class thì chưa cần. Nhưng mà mình làm vậy để mình biết thôi. Như vậy phía trước chúng ta thêm chữ com, phía sau chúng ta sẽ thêm chữ serverless. Và phía bên này chúng ta đặt name hello serverless. Mình đặt cái tên gì cũng được, nhưng mà mình đặt là hello serverless để cho nó giống với lại trong hướng dẫn thôi. Chứ còn mình muốn đặt gì đặt. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ đặt giống đi. Rồi khi nào mà mình muốn làm dự án của mình thì mình muốn đặt gì cũng được. Hello serverless. Đây, tiếp, next thôi, finish. Và ở trong này, cái class của chúng ta không có extend gì hết, không có ký thừa gì hết, thì nó giống y chang Java 3. Về chỗ này, chúng ta sẽ extend HTTP serverless. HTTP serverless. Thì nó sẽ tự động, nó import cái serverless vô cho mình. Và ở đây chúng ta sẽ chèn thêm cái phương thức ha, chèn thêm phương thức. Vậy thì bạn có thể chèn thêm phương thức bằng cách là bạn sẽ a cộng do get, bạn sẽ do get bằng gõ do get. Rồi, khi bạn chọn doGet thì nó sẽ tự động nó add vô doGet HTTP request rồi response và tự động nó chèn mấy cái thư viện này vô. JavaX ha, chứ không phải Jakarta nha. Nó có khi mà bạn chèn cái thư viện không đúng là nó chèn Jakarta vậy. Mình chèn serverless override doGet. Được chưa? Đến đây kịp chưa? doGet. Đây, extension. Và chúng ta sẽ bỏ cái root đi. Và chúng ta sẽ chọn respond get right print respond request. Chú ý chỗ này. Request là req, respond là resp. Hai cái tham số respond.getWrite nó y chang như cái lệnh print thôi. Bỏ cái này đi. Có nhiều cái lúc bạn tạo ở đây thì nó ra là resp, còn nếu mà bạn new serverless là nó ra chữ respond luôn á. Cho nên là những bạn mà copy bài là phải chú ý chỗ này, báo trước luôn. Có đứa thì tạo bên kia là nó ra cái tham số chỗ này, nó để tên biến là respond. Còn có bạn thì tạo ra là resp,
copy paste vô cái không chạy. À, nhớ chỗ này để sửa nha, nếu copy paste. Ok, rồi PayPal các bạn sẽ chọn là get right cái gì, bạn sẽ chấm print cái gì, thì ở chỗ này chúng ta sẽ print một cái đoạn HTML vào. Mình ở đây mình chưa có trang web, mình cho nó tự chạy và nó xuất cái này ra luôn, mình chưa cấu hình trang web ha. Cho nên chỗ này mình sẽ sử dụng là cấu trúc H1 của HTML FPT Polytechnic H1, và chỗ này mình sẽ cấu hình cái câu đó vô đây. H1 chỗ này mình sẽ đóng thẻ H1 FPT Polytechnic. Rồi, sau khi mình có được cái nội dung ở bên trong thì các bạn cho thầy một cái chỉ mục biên dịch. Chỗ này các bạn sẽ sử dụng là biên dịch bằng web serverless và chỉ vô cái đường dẫn phản hồi. Chỗ này mình chưa có thì mình ghi thôi. Khi nào mà mình có cái form, mình bấm vô nút trên fit thì nó mới báo lỗi. Còn bây giờ mình chỉ trình diễn một cái đoạn code HTML thì nó chưa có phản hồi thì nó không lỗi. Chỗ này nó không lỗi ha. Các bạn sẽ gõ vô đây là web serverless poly, chỗ của mình là poly gì đó 23.10.30 hello php, mình thêm cái đoạn đó vào. Như vậy chỗ này mình sẽ a cộng web serverless, đây nó có sẵn, và mở nháy kép. Chỗ này mình sẽ xịt poly cái thư mục của mình đó, đây thư mục của mình là f poly nè, để cho nó khỏi bị sai. Xịt hello.php, gõ chữ doget, mình tab cái là tự nó ra rồi, mình không cần gõ gì hết. Nhưng mà bạn phải extend cái HTTP serverless nó mới ra nha, chứ bạn mà không extend này nó không hiểu đâu. Rồi, chúng ta đã có xong. Bây giờ chúng ta chỉ chọn là click chuột phải lên file, chúng ta chọn run at, run on server. Đây, file chúng ta sẽ click chuột phải, chọn run at, hoặc là internet shift it error. Và lúc này nó sẽ hỏi mình là chọn server nào. Nếu như bạn chỉ chọn như vậy, bạn chọn finish, thì tí nữa bạn chạy lại nó lại hỏi. Còn nếu bạn bấm vô đây only use this server thì giờ chạy, tí nữa chạy lại nó im lặng, nó chạy, nó không hỏi gì hết. Rồi, khi mà các bạn viết web elip và tomcat tâm linh lắm nha, lúc chạy lúc không, rất hay bị lỗi. Cho nên là khi các bạn bị lỗi thì hết sức bình tĩnh, không có gì phải lo lắng cả, từ từ. Các bạn càng rối nó càng lỗi. Và khi mà các bạn sai thì thầy khuyến nghị lại các bạn là các bạn xài Tomcat 8.5 hoặc 9 là hai phiên bản đang ổn định nhất à, nên xài. Tại vì những phiên bản sau á thì nó sẽ hỗ trợ thêm nhiều thứ, nhưng mà những bạn nào mà lập trình chuyên nghiệp kia, còn mình ở đây là mới tập thôi mà, thì cần cao làm gì, mình cần chạy được đi. Chạy được đi cái đẻ, trải nghiệm cái chạy được đã.
còn cái mà khai thác không hết mà cạn chí ha, thì cứ cài, khi nào lỗi thì nhớ quay về.